Truyền thống an cư kiết hạ có từ thời Đức Phật, khi tăng đoàn đầu tiên được thành lập tại Vườn Nai, trải qua 49 năm giáo hóa độ sanh là 49 mùa Như Lai cùng tăng chúng an cư tu học. Dẫu đã ngót 2.600 năm Như Lai vắng bóng kể từ ngày Phật nhập Niết Bàn, nhưng hàng tăng chúng ngày nay vẫn nghiêm túc thực hành theo giới định mà Đức Phật đã truyền thừa. Khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi, cũng là lúc thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni vào hạ. Dưới sự hướng dẫn của ni sư trụ trì, nếp sống và tu học của thiền viện thường ngày diễn ra một cách an bình và tĩnh lặng. Ni chúng tinh tấn ham thiền tu học. Trong những ngày an cư thì việc hành trì tu tập của chư ni càng dõng mãnh và nghiêm mật theo thời khóa. Giờ sáng, tiếng kẽn thức chúng lại vang lên. Canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm khắp tam thiên. Muốn thấy chân như tánh bình đẳng, dè dạ sanh tâm trước mắt liền. Lý diệu ảo huyền khôn lường được, dụng công đuổi bắt càng nhọc mình. Nếu không một niệm mới thực tìm, còn có tâm tìm toàn chẳng biết. Tiếng kệ hô chuông vang vọng giữa thinh không, thức tỉnh cả đất trời, nhắc nhở giờ trở về với Phật của chư ni tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni đã điểm. Những bước chân tĩnh lặng, từng bước nhẹ nhàng hướng về chánh điện. Giờ tòa thiền buổi sớm lên ngôi. Đức trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, tông chủ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, gọi đây là giờ làm Phật. Một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật. Một phút ngồi thiền thanh tịnh là một phút làm Phật. Một phút sống trở lại với chính mình.
vận dụng trí bát nhã vào cuộc sống, vào sự tu tập nhìn mọi vật chung quanh bằng trí tuệ bát nhã, để thấy rõ ta thường sống trong mộng tưởng. Hòa thượng tông chủ thiền phái Trúc Lâm thường dạy các đệ tử của mình rằng việc làm duy nhất của người tu sĩ là sống tỉnh thức để thấu suốt, thấy rõ các pháp đều là sợi khói, án mây giữa bầu trời cao rộng của tự tâm. Chỉ có sự tỉnh thức mới nhận ra những hư ảo cuộc đời và bình tâm đối mặt. Người biết tu tập tỉnh thức mới có đủ mạnh mẽ để chống chọi, vượt qua được bát phong cuồn cuộn giữa đời, để nhẹ nhàng đi đến khung trời cao rộng, hên thang. Mỗi khóa thiền buổi sớm diễn ra trong 1.5 tiếng đồng hồ, một ngày đều 3 thời công phu thiền định nghiêm mật như thế. Thiền đã trở thành nguồn sống tất yếu của hành giả trong những tháng ngày qua. Để cân bằng giữa thể chất và tinh thần, thân tâm cùng khỏe mạnh là điều không thể thiếu. Cho nên, sau mỗi giờ tọa thiền buổi sáng là giờ chư ni tại thiền viện tập thể dục dưỡng sinh, điều hòa thể trạng cho sức khỏe được dẻo dai, thân thể được nhẹ nhõm và hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Những sợi nắng vàng bắt đầu rải đều lên những hàng cao, lấp lánh khắp vườn thiền. Sau giờ tiểu thực, ni chúng cùng nhau lao tác, đất già lam bắt đầu được ni chúng chung tay làm sạch. Giờ lao tác, ni chúng mỗi người mỗi việc, người tưới cây, quét rác, dọn cỏ, trồng rau. Không phải chỉ có giờ hành thiền, học Phật và tụng giới mới là giờ tu học của chư ni. Người quét rác vườn thiền cũng đang miệt mài quét rác vườn tâm. Người nhổ cỏ cũng đang bứng từng mầm tham sân si còn sót lại. Người tưới cây cũng đang tưới những hạt mầm trí tuệ, đang nứt hạt vươn mình trên mảnh đất của tự tâm. Ở thiền viện không có việc nặng hay việc nhẹ, ni chúng yếu đuối hay ni chúng khỏe mạnh. Chỉ có người làm việc phù hợp với khả năng và thể trạng của mình, ni chúng vui sống vui tu, nên dẫu giọt mồ hôi có ướt má đẫm lưng trên mỗi gương mặt thiền đều toát lên sự an lạc và nụ cười vẹn nguyên tươi mát sáng trong. Lời dạy của ni sư trụ trì với ni chúng mới từ bi và sâu sắc biết bao. Nếu chư ni sống trong một thiền viện mà hòa hợp, thì Phật Pháp truyền bá rất dễ dàng. Ta khỏi cần thuyết pháp cho Phật tử nghe, chỉ cần nhìn thấy nếp sống của mình trên dưới hòa thuận, vui vẻ, thì họ liền quý mến mà tăng trưởng tâm bồ đề. Nắng bắt đầu rát mặt, việc lao tác buổi sáng cũng tạm ngưng. 9 giờ sáng thường là thời tụng kinh sám hối hoặc nghe pháp, và sau đó sẽ tiếp tục tọa thiền. Còn đó, những tấm gương sáng chói của các bậc thánh tổ ni, xuất thân từ các bậc vương tôn quý tộc, một thời trăm cài lược dắt, chung quanh bao nhiêu là người hầu kẻ hạ. Thế mà một khi đã khoác chiếc y bá nạp lên người, các ngài đã buông bỏ tất cả để sống đời phạm hạnh thanh tịnh, học theo gương hạnh và ý chí xuất trần cao đẹp ấy,
mà chư ni thiền viện cũng có không ít người là xuất thân danh giá, học vị đủ đầy, ở đời nhan sắc chẳng kém ai, đã sẵn sàng buông bỏ các dục lạc thế gian để tìm cầu giải thoát. Nhưng giá trị đời người tu sĩ rốt lại chỉ ở cái tâm của mình, chứ không luận trên âm thanh, sắc tướng bên ngoài. Lại được lắng nghe những lời của ni sư trụ trì giáo huấn mà chúng tôi thấy được cốt cách và dũng khí của người con gái Đức Phật thật mạnh mẽ, kiên cường và cao quý biết bao. Nhờ được Phật giáo giới từ thuở ban đầu với quy chế bát kỉnh pháp, hàng đệ tử ni chúng quen nếp sống khiêm cung, thầm lặng, nỗ lực tu trì, tinh chuyên trong mọi việc, luôn nhìn thấy lỗi mình để trau dồi hoàn thiện bản thân. Trong thời gian ni chúng trong viện tập trung lao tác, tọa thiền, thì nhà bếp mỗi ngày các sư cô đều luân phiên cho nhau chuẩn bị các bữa ăn theo lịch phân công của tri sự. Không phải ngồi thiền mới là tu tập, nấu ăn cũng là tu, hạnh nấu ăn cũng là hạnh tu khéo léo, cao đẹp và tinh tế. Tổ Tử Bá dạy rằng, phàm là đất của Tam Bảo, chỗ lo tạo ra ẩm thực cúng dường Phật Pháp Tăng, gọi đó là hương tích trù. Cho nên, người lo việc tạo ra thức ăn, nước uống, cần phải hiểu ba đức, rành sáu vị và giữ ba nghiệp thân khẩu ý của mình thanh tịnh. Ba đức bao gồm đức thanh tịnh, đức mềm nhuyễn, đức đúng pháp. Thêm nữa, ba đức phải được điều hòa với sáu vị quán xét kỹ lưỡng, dùng tâm vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, thường nhiếp sáu căn và tứ chi, siêng năng mạnh mẽ, khéo léo nấu nướng, tạo ra ẩm thực cúng Phật Tăng, thì công đức vô lượng vô biên. Những người đó còn được xem là Bồ Tát Từ Bi. Mỗi bữa cơm, người thọ trai sẽ trân quý từng hạt ngọc trời, hạnh người nấu, người cúng. Vậy nên những buổi thọ trai đều được chư ni thọ thực trong chánh niệm và bắt đầu dùng bằng ăn ba muỗng nhỏ. Trong nghi thức cúng quá đường, có một chi tiết rất quan trọng, đó là cúng đại bàn. Việc làm này để thể hiện lòng từ bi của người con Phật đối với các loài súc sinh nói chung và với loài kim sĩ điểu nói riêng. Được làm người xuất gia, ăn cơm của ngàn nhà là một điều hạnh phúc. Hành giả sẽ thường tự nhắc mình tinh tấn tu học, như lời bài phục nguyện cúng quá đường mà ni sư trụ trì xướng lên sau mỗi bữa thọ trai. Ngày hai bữa thường nhớ công khó khổ của năng phu, thân mặc ba y hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người mai dệt. Thuốc thang giường chồng bởi do sự nhìn ăn bớt mặt của đàn na. Học đạo thiên tu nhờ lòng từ dạy ăn của thầy tổ. Thiện thiền kỳ nguyện hồi hướng phước cúng dường cho tất cả quý Phật tử. Nguyện cho tính chủ ruộng phước ta thêm nhiều, đạo tâm thêm lớn, cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, trẻ mất người còn đồng thanh là Phật đạo. Ni
sư vẫn thường răn dạy, nhắc nhở ni chúng rằng các tỳ kheo mang ân của đàn na tín thí thì phải luôn niệm ơn. Món nợ ngàn nhà này chỉ có thể tu tập mới có thể báo đáp. Cách báo đáp ý nghĩa nhất là tinh tấn tu học, luôn thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, phát triển đạo lực để được giải thoát và giáo hóa, cứu độ chúng sanh. Sau một tiếng đồng hồ chỉ tịnh, tiếng chuông thức chúng lại vang lên. Đầu giờ chiều mỗi ngày đều là giờ tụng luật. Thời gian tụng luật diễn ra gần một tiếng đồng hồ. Tỳ kheo sẽ tập trung về chánh điện, thức xoa và sa di ni sẽ tụng luật tại tổ đường. Tụng giới hay tụng luật là một nghi thức bắt buộc mà ni chúng trí đức phải thực hành mỗi ngày, kể cả những ngày thường. Mùa an cư thì ni chúng càng chăm chỉ tụng giới, thúc liễm tự thân, khép mình vào giới luật, tinh tấn tu tập, tham thiền, giữ gìn oai nghi tế hạnh. Tụng giới vừa để ôn lại giới pháp, vừa để nhắc nhở mỗi người tu phải chuyên tâm giữ giới. Giới luật là mạng mạch của Phật Pháp, giới luật còn là Phật Pháp còn, giới luật mất là Phật Pháp mất. Đức Phật dạy rằng người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm. Người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta. Giới luật chính là thực hành nếp sống của một người tu sĩ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Chỉ cần sống đúng với nếp sống của người tu sĩ, đó chính là giữ giới. 14 giờ chiều là giờ học Phật Pháp. Học Phật là việc học mỗi ngày, không học sẽ không hiểu, không hiểu sẽ khó thực hành có kết quả. Do vậy, thời gian học Phật Pháp cũng là thời khóa cố định, diễn ra hàng ngày trong khoảng một tiếng đồng hồ. Ni sư trụ trì dạy ni chúng về ý nghĩa của việc học Phật Pháp mỗi ngày, vừa để ni chúng ôn bài, vừa đối chiếu xem tự mình đã thực hành đúng hay chưa, có sai trật chỗ nào không, để kịp thời sửa đổi. Sau giờ học Phật Pháp là giờ lao tác. Tuy là giờ lao động, nhưng vừa là giờ thực hành tu học và cũng là giờ ni chúng được hòa mình, vui sống với thiên nhiên. Nhiều công việc thoạt nhìn có vẻ nặng nhọc so với sức của người nữ, nhưng ni chúng làm việc rất nhanh nhẹn gọn gàng, làm đâu ra đó một cách chỉnh chu. Ni chúng làm việc trong chánh niệm, làm như chơi mà hiệu quả càng cao, vì trong mỗi hành động việc làm đều là thành quả từ niềm an vui, tinh thần hòa hợp vui sống, vui tu. Dường như mọi sinh hoạt và nhu cầu tại Thiền viện Trí Đức Ni đều gói gọn và tự túc, từ ăn uống đến may mặc, chỉ trừ những nhu cầu thiết yếu cần phải nhờ đến sự trợ giúp bên ngoài. Không chỉ dọn dẹp, làm sạch đất già lam, các sư cô còn lao động, sản xuất, cuốc đất, trồng rau, cưa củi và làm nhiều công việc nặng nhọc khác.
tinh thần của thiền đoàn lao động hạnh phúc lại vang lên trong trái tim những người con gái Phật. Một ngày không làm là một ngày không ăn, dắt trâu ra đồng vừa làm vừa chăn. Ni chúng trí đức ai cũng có một con trâu để vừa làm vừa chăn. Hòa thượng Trúc Lâm ví von, con trâu là tâm của mỗi người tu thiền, cần được chăn dắt mỗi ngày, chăn sao cho trâu đen thành trâu trắng, cho tỏ ngộ mọi lối về, cho trâu tâm không cần phải buộc, vẫn đứng yên trước mọi cám dỗ hấp dẫn ở đời. Muốn nhiếp phục được sáu căn, không gì ngoài việc nghiêm trì giới luật và thực hành thiền định. Tất cả mọi hoạt động bên ngoài đều là phương tiện để phục vụ cho mục đích tu học mà thôi. Mục đích tối thượng của người tu đó chính là sự giải thoát khỏi các buộc ràng. Do đó mà ni chúng thiền viện Trí Đức Ni cùng luân phiên để nhập thất quanh năm. Với tỳ kheo ni, thời gian nhập thất tối thiểu là 49 ngày, thức xoa thì 1 tháng, còn sa di ni thì nhập thất 14 ngày. Các chị em thay nhau làm việc, nâng đỡ lẫn nhau để cùng nhau tu tập. Bóng chiều đổ xuống, chỉ còn tô màu cho những ngọn cao. Khi mặt trời khuất sau rừng cao su là lúc ni chúng lặng lẽ trở về liêu sinh hoạt cá nhân, y áo chỉnh tề. Kẻn báo giờ lại ngân lên một hồi dài. Ni chúng từ các liêu trở ra những con đường quen thuộc, nối thẳng hàng, từng bước chân tiến về phía thiền đường. Thời kinh sám hối sáu căn vang lên mỗi tối, thức tỉnh cả hư không vạn vật mọi loài. Tiếng kệ vô thường văng vẳng từ chánh điện Trí Đức Tăng vọng vào không trung. Lời kinh nhắc nhở một ngày nữa sắp tàn, theo thế sự vô thường, hãy mau chóng quay về an trú nơi tâm. Giờ tọa thiền buổi tối lại lên ngôi, chư ni thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni an trú trong tĩnh lặng, một sự lặng im hùng tráng mà rúng động cả thinh không. Thời khắc xả thiền cũng là lúc khép lại một ngày an cư tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni. Lúc này màn đêm đã phủ kín mọi lối về, gió vẫn thổi, tiếng côn trùng vẫn rộn ràng từng cung bậc. Ni chúng bắt đầu an giấc, trong thinh không bóng tối bao trùm, vẫn thấy đó Trí Đức Ni uy nghi hùng tráng giữa trời đêm. Khung trời nơi đây chứa đựng đầy hoa trái giác ngộ, sức sống thiền môn êm đềm hằng hữu trong từng nhịp thở của muôn loài. Từng hạt giống Phật đang lớn dần trong sự tĩnh lặng của chân tâm. Một ngày an cư tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni trôi qua lặng lẽ như dòng chảy của mạch ngầm thiền, mát dịu, tươi trong.